Anh có biết cái gì xe này có mà cái xe này không có không? Mấy ghệ mi nơm qua sâu xe này nè. Mấy cha ngồi mẹ coi vậy chứ thèm chết mẹ. Anh đi xuống nước rồi làm gì có cớp để anh đựng áo mưa. Xe này hả? Anh coi nè, đựng được ba cái áo mưa cùng lúc luôn. Em thích xe nào vừa có nút đề mà vừa có đâm hậu anh? Xe này là ông hoàng tốc độ thì phải đâm hậu rồi anh. Còn anh thích nút đề đúng không? Ra ngoài tìm mấy chiếc Luviat đồ đó, người chở người giật bao nút đề cho anh luôn. Ở cái giải tốc độ bông nhan đèn á, trong khi anh chạy xe này anh chỉ cần ngồi tan tan như thế này thôi, thì mấy đứa đi quay với ẹt lỗ nó phải ngồi như thế này anh à. Xe này có dính phốt gì không anh? Khác với Exciter dính cái phốt bắt chó mãn đời, xe em cũng dính phốt luôn. Mà dính nguyên cái phốt cao su bắt vô xích nè, vừa giảm tiếng ồn mà vừa giữ dầu nhớt nữa. Anh nghe mấy báo thủ truyền miệng nhau không? Nước lã mà vã nên hồ, xe zin mà trái xấu hài mới hay. Xấu hài là gì vậy? Xấu hài á, xe kia mang tiếng xe thể thao mà heo có một bit à. Thắng cái anh đăng xuất khỏi server luôn á. Còn xe em heo 2 bit, nó giống như là chơi game mà có nạp lần đầu vậy anh. Chạy xe này anh đâu có tốn tiền gặp bác sĩ tâm lý đâu. Chết thì 11 giờ đêm mình lấy xe mình kéo 120 phóng ra Vũng Tàu ăn cái lẩu cá đuối. Áp lực cuộc sống nó muốn đuổi cũng không đuổi kịp anh à. Xe này đang giảm giá niêm yết năm cũ, từ nay về sau luôn anh. Đồ chơi quá trời, cạnh tranh căng cực. Còn mấy cái xe kia đồ chơi lè vè, giá thì giữ nguyên không đổi lái như cái căng cọt kìa. Xe em đi là không bao giờ chán được hết trơn á. Anh mặc đồ bình thường là xe em nó ra dáng underbone. Còn hôm nào anh mặc cái đồ báo báo xíu là xe em nó lên dáng Ebisu. Tự nhiên cái mày nói báo báo cái tao sợ quá vậy. Sợ gì mà sợ, anh xã hội có người này người kia thôi. Anh mặc Ebisu anh chạy đàng hoàng, đỡ hơn mấy anh khứa mặc vest mà chạy vượt đèn đỏ vậy. Rồi đó, giờ về quậy ông bà già mua đi, xin nhiều nhớ không? Ừ thì giảm năm cũ nên là xin như lúc không bậy rồi, xin như cái lúc mà chưa giảm, để dư ra năm cũ mình dắt Mina đi Vũng Tàu ăn lẩu cá đuối.